50 triệu đồng là số tiền vợ chồng ca sĩ Đông Nhi, ông Cao Thắng quyên góp cho bà con miền Tây bị hạn mặn. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng số tiền là quá ít so với mức thu nhập của cả hai vợ chồng nữ ca sĩ. Cụ thể trên trang cá nhân, Đông Nhi công khai quyên góp 50 triệu đồng vào tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên nhằm mục đích lắp đặt máy lọc mặn giúp người dân miền Tây. Giọng ca Bad Boy còn bày tỏ, nạn dịch còn chưa khỏi thì thiên tai tiếp tục ập đến với bà con miền đồng bằng sông nước, của ít lòng nhiều. Hành động thiết thực nhất hiện giờ mà Nhi và anh Thắng có thể góp sức cùng bà con mình là chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Mong rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm vượt qua khó khăn này nhé. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng kêu gọi những ai có khả năng có thể cùng nhau góp sức vào tài khoản của Thủy Tiên để nhanh chóng đem nguồn nước sinh hoạt đến với bà con. Chia sẻ của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hành động của Đông Nhi được dư luận khen ngợi và cảm kích. Tuy nhiên, có không ít cư dân mạng lại mỉa mai cô keo kiệt, cho rằng nữ ca sĩ quyên góp quá ít so với những sao Việt khác. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều tài khoản để lại bình luận cho rằng số tiền mà vợ chồng Đông Nhi ủng hộ là quá ít so với mức thu nhập và độ giàu có của cả hai. Một tài khoản bình luận, riêng mình thấy rõ ràng là ít, mồ hôi nước mắt nhưng đi du lịch 100 triệu, ủng hộ 50 triệu, quá ít. Của ít lòng nhiều chi ác vậy? Vậy tại sao lòng nhiều không ủng hộ đi trời ơi? Chi bu còn ủng hộ 1 tỷ và mấy trăm bộ quần áo chống dịch mà. Một số tài khoản còn nhấn mạnh rằng Đông Nhi là sao hạng A, có nhiều tài sản nên phải quyên góp nhiều hơn. Thậm chí có người còn nhắc đến đám cưới rình rang của giọng ca để chỉ trích cô. Đám cưới phô trương nhất showbiz mà ủng hộ thảm nhất showbiz như một trò đùa. Hay với mức thu nhập của hai anh chị mà ủng hộ vậy thật sự là quá ít. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của một bộ phận nhỏ cộng đồng mạng. Còn lại, đa số ý kiến đều bảo vệ Đông Nhi và khẳng định việc làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm, tiền nhiều hay ít đều tốt cả. Nhiều người cho rằng dù ủng hộ ít nhưng hành động dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người cùng chung tay là một việc làm ý nghĩa đáng được trân trọng thay vì chỉ trích.